Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thế chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghen. Anh em thân mến, cho đến nay cụm từ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp vẫn được nhiều nhà khoa học lịch sử hàng đầu, nhiều chính khách nổi tiếng trong nước và thế giới đặt lên bàn cân so sánh, đối chiếu. Thầy Hồ Chí Minh, thiên tài, trò Võ Nguyên Giáp, lỗi lạc. Hai thầy trò thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng đều là những nhà chiến lược vĩ đại và gắn bó với nhau trong một mối quan hệ thật đặc biệt. Thậm chí giữa hai con người vĩ đại ấy dường như đã có một mối nhân duyên thật kỳ diệu. Vậy mối quan hệ giữa Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là như thế nào? Còn bí mật gì chưa được tiết lộ về hai con người vĩ đại của dân tộc? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, vào năm 1911, khi người thanh niên yêu nước Văn Ba ra đi từ bến Nhà Rồng đến tận góc bể chân trời xa lạ tìm đường cứu nước cho một dân tộc đang bị nô lệ, thì tại làng An Xá, chốn quê nghèo Quảng Bình, cậu bé Võ Nguyên Giáp vừa cất tiếng khóc chào đời. Một sự xếp đặt ngẫu nhiên nhưng vô cùng kỳ diệu của lịch sử. 34 năm sau, hai người trở thành đồng chí, thành hai thầy trò và đều được nhân loại tôn vinh, và là hiện thân cho hai thế hệ nối tiếp nhau, làm nên lịch sử hào hùng của thế kỷ 20. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai vĩ nhân của dân tộc Việt Nam. Võ Nguyên Giáp từng tham gia hoạt động cách mạng bí mật ở Huế từ những năm 1927 đến 1928. Từng cùng các bạn học say mê, truyền tay nhau đọc cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp và tờ báo Người cùng khổ Le Paria do Nguyễn Ái Quốc viết từ Pháp gửi về. Anh cũng từng bị đuổi học sau khi tổ chức một cuộc bãi khóa và bị giam ở nhà lao Thừa Phủ, Huế vì ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhưng bước ngoặt của cuộc đời Võ Nguyên Giáp, một cử nhân luật, giáo sư dạy sử trường Tư thục Thăng Long hồi ấy, chỉ thật sự tới khi ngày 3 tháng 5 năm 1940, ông cùng Phạm Văn Đồng lên Lào Cai rồi vượt sang Côn Minh, Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh. Sau mấy ngày chờ đợi, ông được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Thúy Hồ. Ông kể trong hồi ký, đến Thúy Hồ, tôi thấy anh Vũ Anh ngồi trong một chiếc thuyền với một người đứng tuổi gầy gò, có đôi mắt rất sáng, mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám, đội mũ phớt. Tôi nhận ra ngay chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nếu so với bức ảnh ngày trước tôi đã được xem, thì trông Bác ở ngoài linh hoạt và sắc sảo hơn nhiều. Ngay từ phút đầu, tôi đã cảm thấy như mình được ở rất gần Bác, được quen biết Bác từ lâu rồi. Con người của Bác toát ra một cái gì đó rất trong sáng, giản dị. Tôi không nhận thấy ở Bác có gì là đặc biệt, là khác thường cả. Chỉ có một điều làm tôi chú ý lúc bấy giờ là trong câu chuyện Bác thường nói chen nhiều tiếng địa phương miền Trung. Không ngờ một người xa nước lâu năm như Bác mà vẫn giữ được tiếng nói quê hương. Cho mãi về sau này được công tác trực tiếp với Bác, tôi vẫn giữ lại nguyên vẹn cái cảm giác như ngày gặp Bác lần đầu tiên trên bờ Thúy Hồ. Cuộc gặp gỡ ấy là cuộc gặp gỡ đặc biệt, là lần đầu tiên nhưng như đã rất thân quen. Đó là sự khởi đầu gắn bó của hai con người đặc biệt, tên tuổi và mang tầm vóc lịch sử. Một sự gặp gỡ của những con người trở thành huyền thoại, có 102 trong suốt chặng đường đầy gian nan và thử thách, nhưng hết sức vinh quang và oanh liệt, hào hùng của cách mạng Việt Nam, gắn với những chiến công, những kỳ tích vĩ đại của dân tộc. Mối quan hệ tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng vượt trên cả tình đồng chí, tình thầy trò. Đó còn là một tình cảm, một mối quan hệ đặc biệt thiêng liêng, sâu sắc. Một trong những quyết định sáng suốt nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm cao tư duy về chiến lược quân sự là chọn Võ Nguyên Giáp làm người phụ trách quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính Bác Hồ đã chọn con đường binh nghiệp cho tôi, người đã tin tưởng giao cho tôi thành lập quân đội, Võ Nguyên Giáp. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã nhìn thấy cốt cách cao đẹp của một con người yêu nước nông nan, một nhà báo, nhà giáo và sau này là một nhà chính trị có tầm cao tư duy và lại có trái tim nhân văn cao cả. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đã lựa chọn đúng người, lại giao đúng việc và hơn nữa là rèn luyện công phu, Võ Nguyên Giáp trở thành một trong những học trò xuất sắc và gần gũi nhất với Bác Hồ, trở thành một nhà tham mưu tài ba, một phần của thiên tài Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Được Hồ Chí Minh tôn trọng nhất để bộc lộ nhiều nhất tài năng thiết bẩm về quân sự, về chính trị, về khoa học của mình. Và nếu như Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo vĩ đại của báo chí cách mạng vô sản, thì Võ Nguyên Giáp là nhà báo chính luận vĩ đại. Là thầy giáo dạy môn lịch sử hơn ai hết, Võ Nguyên Giáp luôn thấu hiểu truyền thống yêu nước,
ý chí bất khuất tự cường, lòng tự tôn của một dân tộc đã từng phải chịu ách đồ hộ. Bài học lịch sử thấm vào hồn cốt, trở thành máu thịt, chưa được đào tạo ở bất kỳ một trường quân sự nào. Tôi là một vị tướng tự học, Võ Nguyên Giáp. Nhưng những tri thức mà ông học được từ thực tế, các chiến dịch chống Pháp và Mỹ kết hợp với tầm cao tư duy sử học góp phần tạo nên một vị tướng huyền thoại. Võ Nguyên Giáp và người thầy lớn Hồ Chí Minh sau khi tiếp thu những tư tưởng quân sự truyền thống Việt Nam, lấy nhỏ đánh lớn, lấy đoản binh mà chế trưởng trận, đem đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo, đã làm nên nghệ thuật quân sự riêng biệt của Việt Nam, chiến tranh nhân dân vô địch. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn truyền thống của dân tộc Việt Nam tạo nên giá trị cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh và của người học trò xuất sắc của ông, Võ Nguyên Giáp. Ông trở thành đại tướng của nhân dân và cùng với Hồ Chí Minh là linh hồn của hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong những chặng đường gian nan của cách mạng Việt Nam, luôn chứng kiến và ghi dấu ấn sâu sắc, sự gắn bó, gần gũi, cùng gánh vác, chia sẻ sự nghiệp cách mạng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng luôn dành sự kính trọng, ngưỡng mộ với vị lãnh tụ của mình. Mỗi lần đi công tác về cơ quan, cảm thấy như đang trở về với gia đình, được ở gần bác một thời gian, tôi đã nhận thấy qua cái bề ngoài vô cùng giản dị của bác. Con người bác thật vĩ đại, và chính bản thân cách sống giản dị đó cũng là một điều vĩ đại trong con người của bác. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108, trở về Tổ quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp về sau đó ít ngày. Sau một thời gian dài trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, mở lớp huấn luyện quân sự cho Việt Minh ở Cao Bằng, chỉ huy mở con đường Nam Tiến, đánh thông về miền xuôi, ông được gọi trở về Bác Bó làm việc cùng bác. Nhiều đêm bác cháu ngồi bên bếp lửa, bàn bạc đến khuya. Điều lo lắng nhiều nhất của mọi người khi ấy là bắt đầu như thế nào. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không bao giờ quên lời dạy của bác. Chúng ta sẽ dựa vào sức mình là chính. Mọi việc đều do nhân dân mà nên. Người trước, súng sau. Có nhân dân là có tất cả. Cuối năm 1944, Bác Hồ nói với mọi người: việc quân sự thì giao cho chú Văn, và tin tưởng giao cho Võ Nguyên Giáp chọn lựa 34 cán bộ, chiến sĩ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bác dự báo về sự lớn mạnh của quân đội ta sau này. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc khắp đất nước Việt Nam. Với hai chiến thắng liên tiếp là đánh chiếm đồn Phai Khắt và Na Ngân, các chiến sĩ giải phóng quân đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bác giao. Trong vòng một tháng phải có hoạt động, trận đấu nhất định phải thắng lợi. Giữa năm 1945, cuộc chiến tranh Thái Bình Dương phát triển ngày càng thuận lợi cho phe đồng minh. Phát xít Nhật ngày càng lụn bại. Cao trào kháng Nhật trong nước và không khí khởi nghĩa dâng cao. Từ tháng 7, Bác và Trung ương Đảng đã quyết định tổ chức cuộc họp hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội đại biểu. Bác dục chuẩn bị cho kịp hai hội nghị quan trọng này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: giữa lúc công việc bề bộn như thế, bác bỗng bị mệt. Đã mấy hôm liền bác sốt nóng, song bác vẫn gượng làm việc. Đêm ấy tôi nghỉ lại với bác trên cái lán ở giữa rừng. Lúc nào tỉnh, bác chỉ nói chuyện tình hình. 13 giờ chiều ngày 28 tháng 5 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị trong Hội đồng Chính phủ dự lễ thụ phong quân hàm cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trước bàn thờ Tổ quốc và trong không khí uy nghi, trầm lắng, Bác Hồ trực tiếp đọc sắc lệnh và tự tay trao quyết định cho Đại tướng. Người nói: nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trao chú chức vụ Đại tướng, để chú điều khiển binh sĩ, làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho. Sau này khi sự kiện phong tướng được công bố trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, một phóng viên nước ngoài đã xin gặp, phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người phóng viên đã hỏi đại ý: vì sao cùng một lúc phong nhiều tướng, tá như vậy? Và việc phong cấp dựa trên tiêu chuẩn nào? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời giản dị và hóm hình theo phong cách riêng của người: đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng phong trung tướng, đánh thắng đại tướng phong đại tướng. Quả thật, chúng ta không thể dựa vào tiêu chí về số lượng quân chính quy hay là tổ chức các quân binh chủng theo tiêu chuẩn quân đội các nước tư bản. Cơ sở phong tướng cao nhất chính là niềm tin của bác vào những người chỉ huy xuất sắc của một đội quân quyết chiến và quyết thắng, trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, những người mà bác căn dặn sau đó 3 tháng tại hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 5.
Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Năm 1946, Võ Nguyên Giáp được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trao chức vụ Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Tổng Quân ủy. Đại tướng là Bộ trưởng Quốc phòng duy nhất được trao chức vụ này. Cuối năm 1954, Ban Thường vụ Trung ương quyết định thành lập Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận. Giao nhiệm vụ cho Đại tướng trước khi ra mặt trận, Bác nói: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền. Trận này rất quan trọng, đánh phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh." Chính sự tin tưởng tuyệt đối của người đã củng cố quyết tâm thực hiện phương châm tác chiến phải đánh chắc, tiến chắc của Đại tướng. Mà cùng với sự thay đổi ấy, hàng vạn quân ta phải áp dụng một hình thức tác chiến mới, dù khó khăn gian khổ hơn nhiều, nhưng cũng đỡ xương máu hơn và chắc chắn sẽ chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Trong một đêm khuya thanh vắng giữa núi rừng Pháp Bó, trong khi trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Bác đã căn dặn, làm người chỉ huy nhất định phải dĩ công vì thượng, đặt việc công lên trên hết. Lời dặn chân tình ấy đã đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt cả cuộc đời. Bản thân ông luôn tự mình nêu gương, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn thương yêu binh sĩ và cùng các cấp chỉ huy rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ dưới quyền thật sự trở thành đội quân cách mạng, được nhân dân tin yêu và trìu mến gọi là anh bộ đội Cụ Hồ. Anh em thân mến, không chỉ trong công tác mà trong cuộc sống hàng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một sự gắn bó đặc biệt của những con người có chung chí hướng. Đó là một biểu tượng sáng ngời về tình cảm, sự đồng cảm của một nhà lãnh đạo, một người chỉ huy, một người thầy, một người anh, một người thân thích với một trợ lý, một vị tướng, một người học trò, của tình đồng chí và của tình thân trong nghĩa đồng bào sâu đậm. Đó là hiện thân của sự gắn kết ý chí, niềm tin, sự chân thành, sự tận tụy của hai con người vĩ đại của sức mạnh dân tộc Việt Nam. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.